kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Đại tá Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, Phó trưởng đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới tại huyện Thủ Thừa. Bí thư huyện ủy Thủ Thừa Đinh Giang Sáu tiếp đoàn. Qua một năm thực hiện chỉ thị số 23 của Ban Bí Thư, tính từ ngày 25 tháng 7 2023 đến 25 tháng 7 2024, trên địa bàn toàn quyền xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, tăng 2 vụ, giảm 4 người chết so với cùng kỳ. Công tác tuần tra kiểm soát được tăng cường, qua đó tổ chức tuần tra hơn 700 ca, với hơn 2.600 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, lập biên bản trên 2.280 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông ra quyết định phạt tiền 2.283 trường hợp, thực hiện quyết định xử phạt 1925, chuyển kho bạc nhà nước thu trên 4 tỷ 893 triệu đồng, tước 456 giấy phép lái xe có thời hạn. Trên địa bàn quyện có 34 điểm trường, thực hiện tốt mô hình cổng trường an toàn giao thông, công tác quản lý, phát triển, kết cấu hạ tầng giao thông luôn được quan tâm. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ ra những hạn chế và định hướng một số nội dung để quyền thủ thừa thực hiện trong thời gian tới, như tập trung nghiên cứu các chỉ thị ban bí thư và triển khai thực hiện nghiêm túc, vân theo từng nhóm cụ thể, tìm ra từng giải pháp cụ thể cho từng nội dung về chợ tự phát, điểm đen tai nạn giao thông và có đề xuất kiến nghị xử lý triệt để, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Vừa qua, tại huyện Bến Lức, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp cụm thi đua số 2, gồm các huyện thành phố Bến Lức, Đức Hòa, Cần Duộc, Cần Đức, Châu Thành, Tân Trụ và thành phố Tân An. Cuộc họp nhằm đánh giá kết quả công tác từ đầu năm đến tháng 9 năm 2024 và đề ra nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024. Từ đầu năm đến tháng 9 năm 2024, các cấp mặt trận trên địa bàn huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, chú trọng việc đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân. Các cấp mặt trận đã vận động nhân dân ủng hộ 4,3 tỷ đồng để nâng cấp và bê tông hóa hơn 8,5 km đường liên xóm ấp, xây dựng 4 cầu giao thông nông thôn trị giá hơn 1,5 tỷ đồng, vận động nhân dân đồng thuận trên phố mặt bằng và đóng góp hơn 2,4 tỷ đồng, 320 ngày công lao động. Ngoài ra, nhà hảo tâm các huyện, thành phố trong cầm thi đua số 2 còn tích cực triển khai các mô hình mới, cách làm, mang sức lan tỏa tại nhiều địa phương. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Thu Trinh đề nghị các cấp mặt trận cần chú trọng, tích cực giám sát, phản biện xã hội, chọn công trình phần việc phù hợp nhằm chào mừng đại hội đảng các cấp, để mạnh công tác chuyển đổi số trong hệ thống mặt trận, quan tâm công tác đối ngoại nhân dân, có phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. Đảng Bộ Thị trấn Đông Thành Long Trọng tổ chức Đại hội Đảng viên Chi Bộ Khu phố 3, đây là chi bộ được Đảng bộ huyện Đức Huệ chọn tổ chức đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2027. Bí thư quyền ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Đức Huệ dự chỉ đạo đại hội. Chi bộ khu phố 3, thị trấn Đông Thành hiện có 61 đảng viên, nhiệm kỳ 2022-2025, với sự đoàn kết thống nhất cao của chi quỹ chi bộ và nhân dân trong khu phố. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã hoàn thành đạt và dược kế hoạch đề ra. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, 99% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại hội cũng tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được, thuận lợi khó khăn trong nhiệm kỳ qua và đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Với tinh thần làm việc khẩn trương trách nhiệm dân chủ cao, đại hội đã bầu cử chi ủy chi bộ khu phố 3 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Võ dân Ngay, tái cử bí thư chi bộ khu phố bà nhiệm kỳ 2025-2027. Đại hội cũng bầu cử đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ thị trấn Đông Thành lần thứ 9 nhiệm kỳ 2025-2030. Quyền quỹ cần nước tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3. Tham dự có bí thư quyền quỹ Nguyễn Tuấn Thành, phó bí thư thường trực quyền quỹ, chủ tịch hội đồng nhân dân quyền Nguyễn Giang Định, quyền chủ tịch ủy ban nhân dân quyền Đào Hữu Tấn. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An, Bí thư huyện ủy Cần Đức, Nguyễn Tuấn Thành kêu gọi toàn thể các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện phát huy tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào cùng chung tay hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Các đồng chí trong ban Thường vụ huyện ủy, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3. Các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục phát động ủng hộ tại cơ quan đơn vị. Số tiền quyên góp ủng hộ sẽ được chuyển đến tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cần Đức để kịp thời cùng Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ nhân dân vùng bị bão lũ thiên tai do ảnh hưởng của cơn bão Gia Ghi, với bớt đầu thương, sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, nhờ sự hỗ trợ tích cực của Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên, nhiều hộ gia đình đơn vị sản xuất đã thành công trong việc đưa nông sản lên các sản thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ. Ghi nhận tại xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, anh Nguyễn Hoàng Ngọc An, một nông dân trồng nấm bào ngư, đã được hỗ trợ xây dựng thương hiệu và bán hàng trực tuyến thành công. Anh Nguyễn Hoàng Ngọc An hiện đang là chủ trại nấm Ngọc An tại ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, chuyên bán tại nhà và cung cấp sản phẩm cho các nhà hàng, quán ăn trong dùng. Với mong muốn mở rộng thị trường và nâng cao thu nhập, anh An quyết định thử sức bán hàng trực tuyến. Sau khi liên hệ và được hội đồng dân tư vấn, anh An đã phối hợp cùng đoàn thanh niên xã Phước Lâm xây dựng kênh bán hàng trực tuyến trên nền tảng Facebook và sang thương mại điện tử Shopee. Tôi cũng thường xuyên mua hàng những cái vật dụng của mình trên cái sàn thương mại điện tử. Thì tôi nghĩ là tại sao mình không có đưa cái sản phẩm của mình lên trên cái sàn đó để cho mình tiếp cận được nhiều cái đối tượng rộng rãi hơn thì cũng nhờ các bạn bên đoàn thanh niên hỗ trợ thì giúp tôi đưa cái sản phẩm của mình lên trên sàn thương mại điện tử. À thì hiện tại tôi có một cái tài khoản fanpage trên Facebook mang tên là Nắm Bầu Ngư Sám Ngọc An và cái tài khoản trên sàn thương mại điện tử Shopee thì cũng mang tên đó luôn. Em được sự phân công của đồng chí Nguyễn Anh Vũ, Bí thư đoàn xã Phước Lâm xuống hỗ trợ anh Nguyễn Hoài Ngọc An để tạo trang fanpage bán hàng Nắm Bầu Ngư độc an và một vài tháng sau thì xuống hỗ trợ anh tạo cái trang thương mại sàn thương mại điện tử uh, shopee trong quá trình trong quá trình tạo đó, em cũng có hỗ trợ anh nang giống như là chụp các hình ảnh để đăng bài rồi uh, lâu lâu thì cũng xuống hỏi thăm anh nang coi có những uh, cái khó khăn gì không để em hỗ trợ và giải đáp hết mức cho anh nang với sự hỗ trợ nhiệt tình của các bạn đoàn viên xã Phước Lâm anh An nhanh chóng thành thạo các công cụ, kỹ năng bán hàng trực tuyến. Nhờ vậy, sản phẩm nấm tươi và phôi nấm nhà trồng của anh không chỉ được người dân địa phương ưa chuộng, mà còn tiếp cận được nhiều khách hàng ngoài tỉnh. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, giải quyết bài toán đầu ra cho nông sản địa phương. Thưa quý vị, kể từ ngày 16 tháng 9 tới đây, nhà mạng sản ngừng cung cấp dịch vụ cho các thuê bao 2G. Khi đến thời hạn tắt sóng, người dùng điện thoại 2G sẽ không thể sử dụng nếu không nâng cấp thiết bị. Với thời hạn tắt sóng 2G chỉ còn tính bằng ngày, nhiều người dân sử dụng máy điện thoại 2G only, dòng điện thoại phím bấm với chức năng chủ yếu là nghe, gọi thoại đang gấp rút tìm đến các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông tại địa phương để được tư vấn và hỗ trợ chuyển đổi sang điện thoại 4G, smartphone nhằm đảm bảo duy trì liên lạc. Nghe đài phát thanh đó là sắp sống 2G, rồi cũng tranh thủ đi làm đem ba giấy tờ đầy đủ đặng cho đủ điều kiện đặng mình thay đổi theo sản xài 4G. Việc dừng công nghệ 2G là một bước đi cần thiết để chạy phóng tần số, tạo điều kiện cho việc triển khai các công nghệ hiện đại như 4G, 5G, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà hiện Long An còn hơn 120.000 thuê bao sử dụng điện thoại 2G only, chưa thực hiện chuyển đổi. Tỷ lệ lớn khách hàng là người già, người sống ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng, các doanh nghiệp viễn thông Long An đã thực hiện đa dạng các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, đảm bảo kế hoạch triển khai đúng lộ trình. Vừa qua, đoàn công tác của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, ủy ban Nhân dân, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Long An – do bà Lê Thị Song An, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Long An làm trưởng đoàn và đại diện lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Mộc Hóa tổ chức trao quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện Mộc Hóa. Chương trình đã trao tặng 40 phần quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt Mỗi phần quà bao gồm 500.000 đồng tiền mặt và bánh trung thu trị giá 200.000 đồng. Tổng kinh phí cho chương trình đã 28 triệu đồng, được trích từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Long An. Tại buổi trao quà, bà Lê Thị Sông An, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Long An, đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, việc học tập của các em nhỏ, chúc các em có một mùa trung thu ấm áp, trang đầy niềm vui. Đây sẽ là nguồn động lực giúp các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Tối 12 tháng 9, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu cho con em cán bộ viên chức người lao động đang làm việc tại đơn vị. Với chủ đề trang rằm tuổi thơ, đêm hội đã mang đến cho các bạn nhỏ bầu không khí rộn ràng phấn khởi. Các em thiếu nhi được thưởng thức loạt tiết mục như phá cổ, múa lân và tham gia nhiều trò chơi vui nhộn sôi nổi cùng chú cùi chị Hằng hoạt động vui tết trung thu không chỉ giúp cho các em gợi nhớ về ngày lễ hội truyền thống của thiếu nhi việt nam mà còn là sự quan tâm của đảng ủy ban giám đốc và các đoàn thể đài phát thanh và truyền hình long an đối với con em cán bộ viên chức người lao động trong đơn vị qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm và thúc đẩy phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em Hơn 124.500 hecta lúa bị ngập úng, trên 28.880 hecta qua màu và cây ăn quả bị hư hỏng. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, điều này ảnh hưởng tới nguồn nhập hàng của các chuỗi siêu thị miền Bắc. Để đủ nguồn cung các siêu thị tìm phương án thay thế, tăng nhập hàng từ các nhà cung cấp ở miền Nam, Lâm Đồng ra Bắc, nguồn hàng này sẽ bù đắp thiếu hụt do thiệt hại của các nông trường miền Bắc sau bão nhất là các loại rau phổ biến như mồng tơi, cải ngọt, cải xanh, bầu bí, mướp đắng. Ngoài ra, các chuỗi bán lẻ cũng làm việc với nhà cung cấp để tăng dự trữ hạn thiết yếu tại kho và siêu thị, đáp ứng khi sức mua tăng. Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo đã sơ tán gần 100 người, trong đó có hàng chục trẻ em từ Gaza đến các tiểu dương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là cuộc sơ tán nhiều bệnh nhân nhất khỏi Gaza kể từ khi xung đột xảy ra hồi tháng 10 năm ngoái. Các bệnh nhân đã được chuyển bằng xe cứu thương tới cửa khẩu Kerem Shalom từ Gaza đến sân bay Ramon ở Israel để từ đó đến Abu Dhabi, các tiểu dân quốc Ả Rập Thống Nhất. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính vẫn còn hơn 10.000 bệnh nhân ở Gaza đang chờ để được chuyển đi và nhấn mạnh Gaza cần có một hệ thống vận chuyển bệnh nhân tốt hơn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ít nhất một phần tư số người bị thương trong xung đột tại Gaza phải chịu những vết thương thành tật suốt đời. Đáng chú ý, trong số những người bị thương nặng có hàng ngàn phụ nữ và trẻ em. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, 17 bệnh viện hiện còn hoạt động ở Gaza không đầy đủ các dịch vụ, và các dịch vụ y tế cũng thường xuyên bị gián đoạn hoặc không thể tiến hành do tình hình bất ổn. cũng trong ngày hôm qua đại diện cấp cao liên minh châu âu về chính sách an ninh và đối ngoại joseph borrell kêu gọi giảm leo thang căng thẳng tại biên giới liban israel trong bối cảnh gia tăng quan ngại về nguy cơ xung đột toàn diện giữa israel và hezbollah trong cuộc họp báo chung với ngoại trưởng liban abdallah bohabib tại thủ đô beirut ông borrell hối thúc tất cả các bên hạ nhiệt căng thẳng quân sự Ông Borrell kêu gọi thực thi đầy đủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm mở đường cho một giải pháp toàn diện, bao gồm phân định biên giới trên bộ và cho phép hàng ngàn người dân di tản trở về nhà. Kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra, Hezbollah và lực lượng Israel đã giao tranh gần như hàng ngày ở khu vực biên giới Liban. Siêu bão Yagi quét qua các nước Đông Nam Á gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Những hình ảnh tan hoang sau cơn bão, những con số đau thương thống kê nạn nhân thiệt mạng là hồi chuông cảnh báo về tình trạng biến đổi khí hậu mà khu vực này đang phải đối mặt, đồng thời cũng kêu gọi chính phủ các quốc gia Đông Nam Á cần hành động khẩn cấp để ứng phó với thời tiết ngày càng cực đoan. Thái Lan đã triển khai lực lượng đặc nhiệm quân sự ở tỉnh Chiền Rai phía Bắc sau khi lũ lụt khiến hàng ngàn người bị mắc kẹt. Nước lũ ở Trường Rai đã bắt đầu rút khỏi một số khu vực của quận Mai Sai, nhưng nhiều khu định cư gian sông vẫn bị ngập lụt. Ít nhất 33 người đã tử vong trên khắp Thái Lan kể từ giữa tháng 8 do một loạt các sự cố liên quan đến mưa lớn và sạt lở đất do ảnh hưởng của bão Gia Ghi. Trận lũ quét thảm khốc gần đây ở miền Bắc Thái Lan là hậu quả của biến đổi khí hậu và quản lý thiên tai yếu kém. Ngày 12 tháng 9, Văn phòng Tài nguyên nước quốc gia Thái Lan đã ban hành cảnh báo đến 36 tỉnh, bao gồm cả thủ đô Bangkok, về khả năng xảy ra lũ quét vì mưa lớn do ảnh hưởng của bão Yagi. Hôm qua, quyển sách kỷ lục Guinness Thế giới mới hàng năm đã được công bố. Sách kỷ lục Guinness Thế giới phiên bản 2025 bao gồm 2.115 kỷ lục trên toàn thế giới. Thiếu niên 16 tuổi người Mỹ Eric Kilburn Jr. đã được ghi danh vào quyển sách này vì có bàn tay và bàn chân dài nhất thế giới. Trong khi đó, bảo tàng ô tô Suda ở Ấn Độ cũng có tên nhờ sở hữu bộ sưu tập ô tô kỳ quặc nhất thế giới với những chiếc xe hình gậy đánh bóng chày hay bàn pizza. Tại Anh, nhiều kỷ lục mới cũng được ghi vào quyển sách. Đơn cử như bộ đôi Ruth Amos và Sean Brown lập kỷ lục tạo ra chiếc bàn chảy điện cao hơn 1,8 mét, hay chủ sở hữu của cặp đôi cúng cưng Simba và Bonnie được nhận tới 4 chứng nhận kỷ lục Guinness vì đã huấn luyện chúng có thể treo tất lên dây. Việc công bố quyển sách này cũng đánh dấu sự khởi đầu của chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ra đời kỷ lục Guinness Thế giới.